mình sẽ để xả cho các bạn. Đây xả đây. Để vô. Đây, mình có mua thêm cái này là mình sẽ làm một cái là bơ vậy nha các bạn. Mình có mua hai trái vịt muối nha các bạn. Mình sẽ luộc ốc này nha các bạn. Các bạn, mình sẽ làm cái ốc này nè. Ốc hương mình là 3 món luôn các bạn. Mình làm sẽ làm một món là ốc hương thì mình sẽ làm 3 món nha các bạn. Một món này là mình đầu tiên mình sẽ làm bún nha các bạn. Muối tiết này là muối tiết thì các bạn sẽ làm cho nó theo kiểu sao ta, bỏ thêm nhiều nữa nha các bạn.
vẫn muốn này. Mày làm nước mới đúng. Vậy thì các bạn bắt đầu là mình đã xào ốc, ốc rang muối nha các bạn. Đó. Anh em mình sẽ làm ốc có muối. Quá đã các bạn. Mùi tỏi nó thơm nha. Xong rồi rang xong rồi cái này các bạn cứ làm muối vừa phải thôi các bạn. Lím lím cái vỏ ngốc cái các bạn. Bạn lâu cái ruột ngốc hương ra một cái các bạn ăn vô cái nó đã gì đâu các bạn, chấm miếng muối tiêu chanh nữa thì hết sảy con bà bảy luôn nha các bạn. Rồi xào thêm hai ba cái nữa là bắt đầu là mình đem xuống được rồi nha các bạn. Tại vì ốc hương hồi nãy là mình có chần qua hết trơn các bạn, để mình lấy cái dĩa xuống coi. Kế đây cho nó dễ hơn các bạn. Đó. Xúc ra nha các bạn. Rồi đã hoàn thành một dĩa ốc hương rang muối nha các bạn. Mình sẽ rang cái muối này rồi thì mình sẽ chuyển qua là mình làm cái món là ốc hương. Trứng muối. Rồi cái là ốc hương bơ tỏi. À xong rồi các bạn, em để đến bàn luôn các bạn. Đó. Rồi mình sẽ chuẩn bị mình làm cho miếng dầu vô. Rồi mà để mình đập vài cái tỏi vô nha các bạn. Cho nó thơm. Đây, cho tỏi vô. Cho tỏi vô các bạn xào tới xào lui để thôi nó khét nha các bạn. Đó. Xào lên rồi bắt đầu mà đợi cái lúc mà nó thơm lên nó vừa vàng đó các bạn. Là các bạn sẽ cho trứng muối vô nha. Đó. Cho trứng muối vô xào. Rồi bắt đầu làm mình sẽ nêm nếm nha các bạn. Cho trứng muối vô xào, các bạn xào phải đều ra nha, để thôi là nó phải gã nha, giống như nó gã nha, từ ấy để mà nó quấn cục cái trứng lại cũng không ngon các bạn nha. Bạn chỉ có bạn chà vô chảo để cho nó nhuyễn ra luôn các bạn. Đó. Rồi. Xong là bắt đầu là mình sẽ cho ốc vô nha các bạn. Đó. Còn một bớ này là mình sẽ làm là ốc gì đó. Ốc sốt tỏi nha các bạn. Đó. Bây giờ là mình đang làm cái món trên chảo á, là món ốc trứng muối. Đó, cho đường vô chút các bạn nha, cho nó mới ngon các bạn. Nó sẽ ngọt ngọt, mặn mặn. Nút vô nó tuyệt vời luôn các bạn. Đó. Mà các bạn ốc hương các bạn chần qua rồi, cái là coi như là nó đã chín hết trơn rồi các bạn. Các bạn chỉ xào sao mà cho nó đều nữa là ok. Cho miếng nước mắm vô cho nó dậy mùi nha các bạn. Cái gì cũng vậy, các bạn cứ cho một chút xíu nước mắm vô là nó dậy mùi thơm phức phân phức phức, phức phức thơm chịu không nổi cái mùi nước mắm. Cái mùi nước mắm là nói tóm lại là thơm, là các bạn đói bụng dữ lắm, đói bụng luôn các bạn ơi, chịu không nổi với cái mùi đó. Ngon.
rồi bắt đầu chuẩn bị ra lò mẻ thứ hai nha các bạn. Rồi tới mẻ thứ ba là mình sẽ làm ốc xào bơ tỏi nha các bạn. À. Rồi còn cái mẻ cuối cùng là mình sẽ làm cái món sầu riết rang me nha các bạn. Wow. Món thứ ba mình sẽ làm bơ xào bơ tỏi nha các bạn. Bơ xong rồi cho tỏi vô nha các bạn. Chào các bạn nha các bạn. Bữa nay là đại tiệc ốc nha các bạn. Này. Để tôi đi kiếm gỗ. Nè các bạn. Đại tiệc ốc nha các bạn. Lấy cả gì cỡ cho mình làm anh. Anh từ từ cho mình. Đây để gì cỡ cho mình nè. Cái chén đó nào con nè, có nắm cái gì thôi nè, chứ đâu có cần phải ấy quá anh. Không có cần phải là ấy gì con nè nắm bằng nó tới buộc luôn rồi nếu mà hỏi là uống nè không đó là mình chấm ăn đi cưng đó các bạn thấy đã không các bạn. Cái này ngon hơn này không chết mẹ không. Sao bữa nay dậy sớm vậy? Con tao chồm tới được mà đẩy đẩy quá cần gì chứ sếp. Sao này vậy sao hả? Ơi quá vậy. Vậy một giờ hả? Về đây. Sớm thôi, sớm tốt mà. Thôi chấm đi Minh, chấm đi cưng. Quả đã. Uống rượu hả? Cái rượu mà nó trơn quá. Từ từ thôi, không ai ăn đâu. Mày làm từ từ thôi. Mày gấp trời ơi trời ơi. Không có gà đâu. Ăn đi Minh. Nè ăn viên lọc rồi nè. Quá đã luôn. Ốc hương này nhiêu kì? Có 160 mà mày. Trong khi đó mình mua ngoài kia mình ăn ngoài quán là có 10 con à. Là nó 100 ngàn rồi đó. Chút đi ăn viên lọc chứ. Bây giờ đi không biết nha anh. Thank you.
hải sản uống rượu nho. Ồ, hào hứng mỹ đây. Lâu cái gì đó mấy? Đâu có cần ấy cha, ta lâu ra nè. Cần gì mà nè, nè, nè. Lấy tay này lâu ra nó mới sạch được nè. Ta có áo luôn không? Quá đã cho bạn ơi. Có đang nghe mùi ốc gì sớm hả? Ừ. Hả? Ốc gì thơm? Nào muốn cơm, bới cơm thêm. Cuối tuần chạy đêm nhiều lắm. Một mâm ốc này ở ngoài kia là dữ lắm, nhiều tiền luôn. Mày kêu cái này à, ở ngoài tiệm mà. Ừ, mà ừ, chút xíu việc làm cho. Em muốn nó đi. Uống cà phê. Mình gót cái ly khác mình để vô tôi lạnh đi. Mày ngồi đi. Thôi, không ăn. Ăn đi ngon. Mới ăn con sợ rồi. Con sợ ngon. Và con ốc nó mùi khó chịu quá. Biết sao cái này nó dễ ra ruột không? Nó có ướt, còn cái này là nó có ra đâu. Ra được rồi. Thank you.
Ủa nhưng mà hồi lúc mới làm nó hay tanh đúng không? Ờ ruột nó tanh đó. Quá đã các bạn ơi. Thôi quyết không có ruột nữa vậy. Cái gì? Thôi quyết không? Tao đâu có rảnh như mày. Cái này là mày ruột cái rượu dưới xả rồi này kia nè. Để cho nó chín sơ nè, mày xào qua cái xong. Còn cái này á là nó dễ chín như chết mà luộc chịu cố. Mày phải sống xíu nữa mày ngon. Quay clip mà nó chịu cố cố. Kệ. Thực tế mà. Cuộc sống thực tế hàng ngày mà. Nó phải thực tế mới được chứ. Giấu giấu che che. Đâu có được. Ờ. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi cái. Ăn hết chén nó đi. Ăn chén nó đi ở đó. Ồ, quá là đã, việc lột sẵn hết trơn rồi. Đâu hả? Thôi hả? Ngồi chào cái đi rồi đi. Chào cái đi. Rồi chào cái nè. Chào tạm biệt các bạn nha các bạn. Rồi rồi mình nghe đi.